Các bạn ạ, ngày hôm nay tôi làm cái clip này ấy, thì thực sự luôn là cũng không phải là theo trào lưu đâu, bởi vì văn phòng công ty tôi cũng đang tổ chức gây cái quỹ từ thiện để ủng hộ cho đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt. Tuy nhiên thì tôi không hiểu có một số thành phần như thế nào đó, tôi có đăng lên kêu gọi lên các trang mạng xã hội, thì một số hội nhóm thì đẩy tôi ra khỏi hội nhóm. Cái đó tôi cũng không nói làm gì, nhưng mà có một số thành phần ấy thì vào nhắn tin chửi tôi này, rồi có một số thành phần thì bình luận chửi tôi này. Thì tôi không hiểu là những con người đó thì người ta nghĩ cái gì khi người ta mở miệng ra chửi mình được. Thực sự luôn mình cũng không có cái gì gọi là nghĩ cho bản thân cả. Mình chỉ nghĩ là thì thay vì là công ty mình đang huy động, kêu gọi là anh chị em cán bộ công nhân viên công ty ấy, thì ủng hộ mỗi người ít nhiều có thể là một ngày lương, hai ngày lương, để phần nào đó thì xoa dịu nỗi đau của đồng bào những người ở trong miền Trung đang mất nhà, mất cửa, không có nhà ở nữa, không có đồ ăn thức uống nữa, không biết đi đâu về đâu đấy. Thì tôi nghĩ là thay vì cá nhân tôi thì tôi kêu gọi thêm những người bạn, người thân, người quen đấy, thì có những người rất là ủng hộ nhiệt tình, nhưng mà có những người thực sự luôn tôi không hiểu là người ta cái tâm như thế nào và người ta nghĩ những cái gì mà người ta nói tôi như vậy. Các bạn ấy, nếu mà không làm được ấy, thì xin lỗi, các bạn ngồi im đi. Nếu như mà các bạn không làm xong rồi các bạn lại quay ra các bạn chửi tôi, các bạn bình luận ở đấy, bàn dân thiên hạ người ta nhìn thấy đó. Và thứ nhất, thứ hai nữa, các bạn đẩy tôi ra khỏi các cái hội nhóm. Tôi không biết là các hội nhóm của các bạn ấy kinh doanh thì các bạn chỉ lợi ích cá nhân của các bạn thôi, đúng không? Thế còn cái câu chuyện là cộng đồng thì các bạn không cần, đúng không? Các bạn kinh doanh các bạn rất cần cộng đồng mà. Thế nên là thực sự luôn tôi rất là bức xúc, nên tôi phải làm cái clip này để tôi đưa lên cho những ai mà đã đẩy tôi ra khỏi các cái hội nhóm ấy, thì những người đó tự suy nghĩ, tự nghiệm lại bản thân mình xem như thế nào thôi nhá. Vâng, xin cảm ơn.